Bạn Hà Phương có vẻ rất đang xúc động, rất là hạnh phúc bởi đem lại cho bạn một hàm răng đều và một nụ cười thực sự là tự tin và tỏa sáng. Thời gian đầu khi tới phòng khám nha khoa Đặng Xá thì bạn đến với cả lý do là răng bạn ấy bị chen chúc, lệch lạc. Sau khi tham khảo các nguồn ý kiến thì bố mẹ bạn ý và bạn ý đã quyết định là chỉnh nha cố định bằng mắc cài Diamond, là một loại mắc cài bằng kim loại tự động bật lắp. Sau hơn một thời gian chỉnh nha tại phòng khám, rất vui mừng khi mà bác sĩ đã tiến hành kết thúc chỉnh nha, đó chính là tháo mắc cài. Chào Phương, Phương có thể chia sẻ cái cảm giác của Phương khi hôm nay được bác sĩ thông báo là kết thúc chỉnh nha. Con là Hà Phương, trong khoảng tầm hơn một năm đeo niềng thì đến hôm nay con đã được thông báo là tháo mắc cài. Con rất là vui và hào hứng. Trong thời gian niềng thì con cảm thấy đeo niềng nó không bất tiện, tại vì thời gian đầu nó mới nên là còn lạ, về sau thì dần cũng quen nên là nó không có gì bất tiện đấy. Rất là cảm ơn các bác sĩ ạ. Bạn Hà Phương có vẻ rất đang xúc động. Bản thân tôi cũng như tất cả các y bác sĩ cũng như là người nhà của Hà Phương rất là hạnh phúc bởi chỉ có một thời gian ngắn hơn một năm đồng hành cùng với nha khoa thì đã đem lại cho bạn một hàm răng đều và một nụ cười thực sự là tự tin và tỏa sáng. Và bây giờ cái phút quan trọng sẽ diễn ra, chúng ta sẽ tiến hành tháo mắc cài cho Hà Phương. Đeo một cái khí cụ duy trì, tức là hầu hết các bệnh nhân sau chỉnh nha thường thường sẽ được đeo những cái hàm duy trì để giữ lại cái vị trí mà chúng tôi đã vừa chỉnh lại cho chỉnh cho bạn ấy. Có kết hợp hai phương án, một là cái chỉ thép cung, chỉ thép duy trì ở mặt trong. Thứ hai là bạn sẽ kết hợp đeo một cái máng trong suốt, đeo về đêm trong vòng khoảng độ 1 năm để cho cái răng nó ổn định ở cái vị trí mới, sau đó xương nó tái tạo lại xung quanh đó, dạng khớp cắn kết thúc của bạn ấy, để mình biết được rằng là một cái trường hợp nào thì cái khớp cắn kết thúc nó tốt thì cái việc là tái phát trong tương lai nó cũng sẽ ít. Sau này bạn cũng có thể là bỏ máng duy trì mà cũng ít cái việc tái phát hơn rất là nhiều so với lại các bệnh nhân khác. Chúng tôi thường hay nói chuyện vui đó là cái mình lập cách lập mái nhà ngày xưa ấy, cái mái ngói ngày xưa ấy thì là cứ đỉnh mũi này này nằm ở kẽ hai răng dưới, cứ đỉnh mũi nọ thì nằm đan xen với lại rãnh của hai răng dưới. Như thế là cái việc đan xếp lớp của cái khớp cắn rất là cân bằng và ổn định.